Om Namah Svaya, chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp bạn ở trong bài tập ngày hôm nay. Và bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay luôn nhé. Bài tập ngày hôm nay thì tác động sẽ rất là mạnh đến các cái khối cơ cũng như là kéo giãn và làm mềm gân khoeo cũng như là xương sống của chúng ta, để cho bạn gia tăng sự linh hoạt, dẻo dai và trẻ hóa cho cơ thể. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Bạn điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái, hai tay để trên đầu gối, giữ cho lưng thật thẳng nhá. Thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Hãy nhắm mắt lại nào, mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ lo lắng công việc trong đầu, tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hít vào, bụng phồng lên và thở ra xẹp bụng lại. Tưởng tượng như lúc này bạn đang ngồi trên thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Khi hít vào, bạn mang theo nguồn năng lượng và sức mạnh vô tận của vũ trụ. Khi thở ra, bạn thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Hãy hít vào và thở ra. Bạn chắp tay trước ngực, sau đó đan tay lại, hít vươn hai tay lên, kéo giãn duỗi mở cho cái vùng vai và từng đốt sống của bạn đang được giãn dài ra nào. Hít thở đều nha, hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hít vào. Thở ra nhẹ nhàng, bạn hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối, xoay thư giãn vai. 1, 2, 3, sau đó xoay ngược lại. 3, 2 và 1, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Rồi chúng ta tiếp tục làm mềm vai và cột sống cho bạn nhé. Rồi bạn chuẩn bị cho Nguyễn Hiếu cái dây nè. Dây nhá. Dây, hoặc là bạn nào mà chưa có dây tập thì bạn có thể sử dụng cái khăn. Dựng cái khăn kéo dài ra nhá. Rồi bạn nắm sang hai bên đầu dây khoảng cách chừng 80 cm. 80 cm rồi. Hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, duỗi thẳng cánh tay. Thẳng cánh tay ngang với tai của bạn đúng không nào? Thở ra, bạn kéo hai tay qua bên phải. Thế, hít đưa cơ thể về giữa. Thở, lại kéo hai tay qua bên trái. Mông giữ chắc trên sàn, hít về giữa. Thở, kéo qua phải, tay lúc này sẽ đưa ra sau đầu. Hít cơ thể về giữa. Thở, kéo sang bên trái, hít về giữa, thở kéo sang bên phải, hít giữa, thở bạn kéo sang bên trái, rồi hít cơ thể về giữa vòng cuối này, thở bạn kéo sang bên phải, bạn giữ ở đây hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít, đưa cơ thể về giữa, thở ra,
Bạn kéo sang bên trái, hít thở đều, ngửa nhẹ mặt nhìn lên, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, bây giờ hít vào, đưa cơ thể về vị trí ban đầu, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng thư giãn vai một chút, 1, 2, 3, rất tốt, rồi bây giờ Nguyễn Hiếu xoay ngang cho bạn dễ nhìn. Dễ nhìn tư thế nhé, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy. Hít vào, bạn lại vươn hai tay lên, được chưa? Thở ra, kéo tay phải ra sau, tay phải duỗi thẳng, tay trái thì gập lại ra phía sau, được chưa nào? Hít về giữa, thở ra, đưa tay trái sâu ra sau, tay phải hơi cong lại, hít về giữa, thở ra, kéo sâu ra sau này, hít về giữa, thở. Kéo qua bên trái, hít về giữa, thở, bạn kéo sang phải, lần này giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít về giữa, thở, bạn kéo sang bên trái, giữ hít thở đều nào, 5, 4, 3, 2, một, tốt lắm, bây giờ hít vào, bạn vươn hai tay lên, vươn hai tay thẳng với tai, rồi đẩy ngực, đưa hai tay ra sau, khoảng cách ngang với vai, hít lên, cong nhẹ lưng vai lại, thở ra, đẩy ngực kéo tay ra sau, hít lên, thở này, hít lên, thở, hít lên, thở về trước, hít lên, thở kéo ra sau. Rồi bạn giữ ở đây nhá, hít thở đều, rất là thon đẹp cho tay và mở vai cho bạn, 5 4 3 2 1, rồi hít vào, vươn thẳng tay lên, cong lưng ra sau, thắt chặt bụng lại, thở hết, rồi hít vào, vươn hai tay và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, xoay thư giãn vai đi bạn, xoay, 1 2 3, rất tốt, bây giờ chân trái giữ, duỗi thẳng chân phải của bạn ra, kéo căng gót chân, căng gót chân ra nhá. Rồi hai tay đưa ra phía ngang hông của bạn, đẩy căng lồng ngực, hít vào, vươn hai tay lên từ sau ra trước, thở ra, gập hai tay xuống ngang với chân, nhướn cái ngực của bạn lên, rồi hít vào thật sâu, nâng cơ thể lên, vươn tay từ trước ra sau, thở ra, gập tay xuống, chống ngang với bàn chân. Chúng ta tập 5 lần cho mềm nhũn cái chân của bạn ra, kéo giãn và duỗi thẳng cho chân, hít vào. Động tác này còn chữa đau lưng rất hiệu quả đó bạn. Thở ra, 4, hít, vươn rộng tay, nâng cằm lên, thở ra. Nhịp cuối, 5, hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, gập người xuống, với hai tay đi bộ thật xa, thật xa, hai tay về phía trước, đi bộ xa theo khả năng của bạn, giữ hít thở đều nào, nhấn chặt chân xuống, 5 4 3 2 và 1, tốt lắm, giữ nguyên nhé bạn nhá. Bây giờ bạn đi bộ hai tay qua bên trái, cơ thể vẫn được duỗi dài và kéo giãn dài như vậy. Vẫn được giãn duỗi như vậy, xoay ra sau. Chống tay thẳng mông, cách 25 cm, hai bàn tay chống song song nhau. Nhấn trán dần xuống, giữ hít thở đều. Hít sâu, thở chậm, 5 4 3 2 1, từ từ hít vào. Xoay tay, duỗi thẳng tay, quay trở về vị trí ban đầu nha bạn. Rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên, thở ra, bạn hạ tay xuống, thả lỏng tay vai. Rồi bây giờ bạn duỗi cái chân trái, co chân phải lại, được chưa nào? Mông kéo sát về phía sàn nhé, kéo căng gót chân của bạn ra, đúng rồi. Rồi bây giờ hai tay chống ngang hông, hít sâu, xoay vươn tay từ trước ra sau,
thở ra, gập người xuống, lưng duỗi thẳng, tay chống ngang với bàn chân. Hai, hít vào, mở rộng tay này, vươn tay lên, nâng cằm, thở ra. Ba, hít, vươn tay nâng cằm lên, thở. Bạn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi nhé, để xả sạch khí độc đó. Bốn, hít vào, thở ra. Và năm, hít sâu, vươn tay lên, đẩy căng lồng ngực, nâng cằm, thở ra, gập người xuống, tay chống ngang với chân, thế có thể kéo dài xa hơn, giữ hít thở đều. 5 4 3 2 1, tốt rồi. Bây giờ bạn đi bộ nha, vẫn giữ nguyên lưng, đi bộ hai tay qua bên phải, hai tay đi bộ qua bên phải. Rồi sau đó chống bàn tay phải thẳng mông cách 25 cm, tay trái song song tay phải, nhấn cơ thể xuống, giữ hít thở đều, nhấn và hít thở đều nha bạn. Hít vào, thở ra. 5 4 3 2 1, rồi bây giờ nâng thẳng cơ thể lên, di chuyển hai tay vươn dài giống như hồi nãy chúng ta di chuyển đó. Thế với dài tay ra, hít vào một hơi thật sâu, nhấn chặt chân xuống, rồi xoay tay từ trước ra sau, vươn tay lên, hít vào và thở ra. Nhẹ nhàng hạ tay xuống, thả lỏng tay vai. Rồi bây giờ bạn co hai chân lại, co hai chân. Thế, hai tay đặt trên đầu gối, hít vào thật sâu, đẩy căng lồng ngực, nâng cằm, thở ra. Cong lưng ra sau, thiết chặt bụng lại, kéo giãn lưng vai. Hai, hít vào, đẩy ngực, nâng cằm, thở ra. Thiết chặt bụng, cong lưng. Ba, hít sâu, nâng cằm, đẩy ngực, thở ra. Bốn, hít, đẩy căng lồng ngực lên, thở. Chúng ta tập 5 lần nhé. Rồi hít vào, đẩy ngực lên. Lần này bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào, thở ra. Kéo cong lưng ra sau, thiết chặt bụng lại. Đúng rồi, rất tốt. Hít vào, nâng cơ thể lên, rồi vươn hai tay lên, đưa hai tay ra sau đầu, tay trái nắm khuỷu phải, tay phải nắm khuỷu trái. Hít sâu, thở. Bạn nghiêng sang bên phải, nhấn chặt mông đùi, hít về giữa, thở. Bạn nghiêng sang bên trái, hít về giữa, thở. Nghiêng sang phải, hít về giữa, thở. Nghiêng sang trái, rồi hít về giữa, thở. Bạn nghiêng sang phải, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, tốt lắm. Rồi bây giờ bạn hít về giữa, thở. Chúng ta nghiêng sang trái nè, giữ hít thở đều nhé. 5 4 3 2 1, tốt lắm. Bây giờ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra. Hạ tay xuống, chống hai tay ra phía sau mông của bạn, cách ngón tay cách mông 10 cm. Từ từ hít vào thật sâu, ấn chắc đầu gối, nâng hông của bạn lên, đẩy ngực này, nâng hông, thả lỏng đầu cổ, thở ra. Bạn nào mà bị chóng mặt thì mình có thể ngóc cái đầu lên khi ngả sau nhé. Hít, nâng hông lên, ngóc đầu nếu bạn chóng mặt, thở. Hít vào, chúng ta tập 5 lần. Thở ra, kích hoạt khớp háng cho bạn mở ra. 4, hít, thở. Và 5, hít vào, nâng hông lên, giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1, từ từ hít,
thở ra, hạ hông xuống, đẩy cơ thể về phía trước. Đi bộ thật xa hai tay về trước nào. Đấy, xa nữa nào. Rồi hạ trán xuống, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra. Sau đó hít vào, nâng cơ thể lên, chống tay à, thu cái đầu gối của bạn lại, xếp đầu gối, mở rộng bằng vai nha, mở rộng đầu gối bằng vai, nhớn cái ngực của bạn lên, hít vào thật sâu, chống mũi chân này, thở ra. Bạn đẩy mông lên rồi nhón gót chân làm mềm mại cho gân và dây chằng ở chân của bạn, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, nhấn chặt gót chân của bạn xuống. Đẩy mông cao lên, kéo giãn lưng vai, sau đó kiễng gót chân lên, kiễng gót chân lên. Giữ ở đây, hít thở đều, đẩy cao mông, duỗi thẳng căng chân ra bạn. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ chân xuống, giữ chắc chân trái, hít đá chân phải lên, kéo căng gót chân lên, giãn lưng vai của bạn, giữ nhé, hít thở đều, kéo căng chân lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, sau đó co chân lại, co chân lại, đẩy cơ thể về phía trước, rồi đẩy dài về phía trước, duỗi dài chân trái của bạn ra sau. Thế, vươn hai tay, chống hai tay về phía trước, duỗi cái mũi chân của bên trái. Bạn giữ, hít thở đều ở đây, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2 và 1, rồi rất là dễ chịu cho cái vùng hông của bên phải, đúng không? Giờ bạn xoay hai tay qua bên trái này, xoay qua bên trái nha, xoay nè, từ từ qua bên trái, đúng rồi. Lúc này hông bên trái của bạn đang được mở ngang, nhấn chặt hai mông của bạn xuống dưới sàn, chạm sàn chưa? Rồi đưa tay trái đặt lên đầu gối của bên trái, hít vào, vươn tay phải lên, thở ra. Bạn nghiêng qua bên trái, nghiêng trượt xa hết sức của mình có thể. Cánh tay phải lúc này sát tai và bạn giữ ở đây, hít thở đều, mắt nhìn lên đi. Hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm. Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, sau đó xoay cơ thể trở lại vị trí ban đầu, xoay trở lại vị trí ban đầu nào, chống hai tay về phía trước, đó, xoay trở lại vị trí ban đầu, được chưa nào? Thế tiếp tục giữ ở đây nha, duỗi thẳng chân của bên trái, đúng rồi, điều chỉnh lại chân đi, hít vào, vươn tay phải của bạn lên, vươn lên, thận trọng nhé, thận trọng khi tập tư thế này, rồi với tay phải ra sau, nắm về phía bắp đùi của bên trái, được chưa ạ? Thế mắt nhìn qua vai phải, nâng cằm lên, hít sâu, thở chậm. Bạn nào tập được động tác này rất dễ chịu ở cái vùng lưng, vùng vai. Hít sâu, giải mỏi toàn bộ vùng thân trên, thở chậm. Rồi hít vào, vươn tay lên, thở ra. Bây giờ bạn hạ khuỷu tay xuống, hạ khuỷu tay, kéo dài hai tay, hạ trán xuống, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Rồi bây giờ đẩy tay, nâng cơ thể của bạn lên, chống mũi chân của bên trái nhá. Sau đó hít vào, nhấc chân ra sau, trở về tư thế chữ V ngược nè. Rồi rất là nhẹ cho vùng toàn bộ phần thân bên phải. Rồi bây giờ chúng ta đổi sang bên trái, giữ chắc chân phải, kéo căng gót chân của bên trái, hít đá lên, nhớ là căng gót chân nhé, kéo giãn vai của bạn đi, giữ ở đây, hít thở đều, thẳng căng đầu gối, hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm. Bây giờ co chân thì duỗi mũi chân, đẩy cơ thể về phía trước, rồi thế hạ chân trái xuống, duỗi dài thật dài chân phải, dài hơn chưa bạn,
Thế, duỗi mũi chân ra nhá. Rồi vươn tay về phía trước đi. Giữ ở đây, hít thở đều cho nó mềm mại cái vùng hông của bên trái ra nào. Hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, bây giờ hít vào. Bạn di chuyển nhẹ và xoay, xoay, xoay chân. Thế, xoay chân. Rồi, hạ mông xuống dưới sàn chưa? Đảm bảo hai mông phải chạm sàn. Đưa tay phải đặt lên đầu gối của bên phải. Căng gót chân, hít vào. Vươn tay trái lên và thở ra. Nghiêng qua bên phải. Theo khả năng của bạn, cánh tay trái vươn thẳng lên. Hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, thở ra. Hạ tay xuống này. Bây giờ bạn di chuyển nha. Lại di chuyển về vị trí ban đầu. Xoay chân trở lại đi bạn. Xoay chân trở lại. Thế, lại trở về vị trí ban đầu. Duỗi dài tay ra. Đúng rồi. Rồi, giữ chắc tay phải. Hít vươn tay trái lên. Xoay qua bên trái. Vòng tay nắm lấy đùi của bên phải. Mắt nhìn qua vai. Nâng cằm lên bạn. Hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Vươn tay lên. Thở ra. Bạn hạ tay xuống. Vươn dài tay, kéo giãn dài tay vai. Hạ trán, điều hòa hơi thở. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. Rồi bây giờ hít. Bạn nhấc đầu lên, di chuyển hai tay trở về vị trí ban đầu. Rồi chống mũi chân của bên phải, hít vào. Rút chân trái ra sau, trở về tư thế chữ V ngược nha. Hít sâu. Thở chậm. Rồi hít vào, kiễng gót chân cao lên. Đẩy mông cao lên. Cuộn người về phía trước. Tư thế tấm ván, thắt chặt bụng, nhướn ngực lên. Hít vào. Thở ra. Giữ 5 giây nào bạn. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Thở, hạ đầu gối xuống. Lùi mông ra sau. Lấy đà để bạn trượt người về phía trước. Hạ ngực, hạ cằm. Sau đó duỗi dài hai chân, hạ bụng. Xoay cái vai, nâng cơ thể lên, rắn hổ mang. Hít sâu và thở chậm. Hít vào, thở ra. Rồi hít vào. Chống mũi chân nha bạn. Đẩy mông ra sau, thở ra. Đẩy mông lên, chữ V ngược. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó hít vào. Kiễng gót chân này. Bạn bước chân phải lên khoảng giữa của chân và tay. Đẩy ra phía ngoài, cạnh sát cái mép thảm luôn nhá. Rồi hạ gót chân của bên trái, xoay mũi chân của bên phải. Đẩy hông lên. Rồi bạn làm được chưa nào? Đẩy hông lên. Thế, mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Thở ra. Bạn hạ tay xuống, xoay mũi chân trở lại. Rút chân ra sau. Về tư thế chữ V ngược. Chúng ta đổi sang bên trái nào. Hít vào. Kiễng gót chân, bước chân trái lên mép ngoài của thảm. Và nó ở khoảng giữa của tay và chân nhé. Xoay mũi chân này. Thế, xoay mũi chân sang phía bên trái. Rồi nâng vươn tay trái lên. Hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Thở ra. Xoay chân và hạ tay xuống vị trí ban đầu. Sau đó mời bạn rút chân ra sau. Tư thế chữ V ngược. Chúng ta tiếp tục một lần nữa nào, cho quen nào. Vừa quen tư thế này, thuộc tư thế này, lại vừa làm cho khỏe tay luôn. Hít.
Khiễng chân lên, bước chân phải lên phía ngoài của mép thảm, xoay chân mũi chân qua bên phải. Thế nâng tay phải lên, hít sâu, thở chậm, 5, 4, cố lên nào bạn, 3, đúng rồi, 2, và 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ tay thì xoay mũi chân lại nhé, rút chân ra sau, chữ V ngược rồi, hít sâu, kiễng gót chân, bước chân trái lên, xoay mũi chân qua bên trái nào, vươn tay trái, hít thở đều nào, hít vào, và thở ra, từ từ hít vào, thở ra, xoay mũi chân, hạ tay xuống vị trí ban đầu, rút chân ra sau, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ hít, kiễng gót chân lên, rồi hạ đầu gối, lùi mông ra sau, thế sau đó bạn trườn người về phía trước, hạ ngực xuống, hạ ngực xuống, duỗi dài hai chân, nâng cơ thể lên, rắn hổ mang, hít thở đều, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, chống mũi chân, hít vào, đẩy mông lên, chữ V ngược, hạ gót chân xuống, kéo giãn lưng vai của bạn ra, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, sau đó hít vào, kiễng gót chân cao lên, bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, hạ đầu gối của bên trái xuống, nâng vươn tay phải lên, hít vào, thở ra, chống qua bên phải, thế đưa tay trái, rồi hai tay chống song song nhau, được chưa? Hướng mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, bây giờ hít vào, vươn tay trái lên, thở ra, hạ tay xuống, tiếp tục vươn tay phải, hít vào, thở ra, lùi mông ra sau, duỗi thẳng căng chân phải của bạn đi, bạn duỗi thẳng căng chân phải nào, thế giữ nhá, hít thở đều, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, bây giờ đẩy cơ thể về phía trước, đẩy cơ thể về phía trước, đưa tay phải vào trong, hạ khuỷu tay xuống, giữ ở đây, hạ khuỷu tay xuống, bạn giữ ở đây nhé, hít thở đều, mắt nhìn về phía trước nào, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, sau đó bạn rút chân phải ra sau, chữ V ngược, điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra, tiếp tục hít vào, kiễng gót chân lên, bước chân trái lên phía ngoài vào cạnh bàn tay của bên trái, hạ đầu gối của bên phải xuống, bạn hạ đầu gối của bên phải này, thế rồi bây giờ di chuyển tay trái sang bên trái sâu qua một chút, vòng tay phải, thế hai tay chống song song với nhau, mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, 5, 4, 3, 2, 1, tư thế ép chặt như thế này sẽ rất khỏe cho gan của bạn, hít vào, đưa tay phải trở về vị trí ban đầu, tay trái về vị trí ban đầu, lùi chân ra sau, rồi rất tốt, duỗi thẳng chân. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều nào, hít vào và thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ đẩy cơ thể về phía trước, đẩy đầu gối chân về phía trước, đưa tay trái vào trong chân trái, bạn hạ khuỷu tay xuống đi, duỗi thẳng lưng, giữ hít thở đều nhé, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, bây giờ hít vào, chống tay, bạn nâng cơ thể lên, rồi rút chân trái ra sau, tư thế chữ V ngược, điều hòa hơi thở, kéo giãn lưng vai của bạn nào, hít sâu, thở chậm, hít vào,
và thở ra. Tốt lắm, bây giờ bắt chéo hai chân. Bắt chéo hai chân, hít vào thật sâu. Thở ra, bạn hạ mông xuống. Ngồi xuống. Chân trái bạn gập lại này. Chân phải đặt lên trên chân trái. Được chưa nào? Nâng hai chân cao lên một chút. Mông đảm bảo của bạn phải được sát xuống dưới sàn. Hai đầu gối thẳng hàng nhau. Rồi, tốt rồi. Giữ cho lưng thật thẳng. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế đầu bò. Vừa hỗ trợ làm khỏe cho các khớp cũng như là giải mỏi vai gáy, phục hồi cột sống khỏe. Rồi, bây giờ nha, hít vào thật sâu, vươn tay phải của bạn lên. Chân phải ở trên thì tay phải của bạn vươn lên trước, vòng ra sau, đặt ở giữa hai bả vai của bạn. Rồi, hít, vươn tay trái lên. Thở ra, hạ tay xuống, nắm lấy tay phải. Thế, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, rất tốt, hít vào, vươn tay trái lên, thở ra, hạ tay xuống, thoát tay phải ra, thư giãn cho vai. Sau đó chúng ta tiếp tục tập thêm một lần nữa, hít, vươn tay phải này, rồi vòng ra sau, đặt ở giữa khớp vai của bạn. Sau đó hít vào, vươn tay trái lên, thở ra, hạ tay xuống, nắm lấy tay phải. Bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay trái xuống, thoát tay phải, thả lỏng, thư giãn cho vai. Sau đó chúng ta đổi chân nhé. Rồi, bây giờ bạn hạ chân phải xuống. Đặt chân trái qua đầu gối của bên phải. Rồi, nén mông xuống này. Hít, bạn vươn tay trái lên. Sau đó vòng ra đằng sau. Đặt ở giữa cái bả vai của bạn. Sau đó vươn tay phải. Rồi, nắm hai tay lại với nhau. Đẩy ngực nâng cằm, bạn giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào. Vươn tay phải lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng cho hai tay. Chúng ta tiếp tục một lần nữa nào, hít vươn tay trái lên. Vòng tay ra sau, đặt ở giữa hai bả vai, vươn tay phải, rồi thở ra. Nắm hai tay lại, đẩy căng ngực nâng cằm lên. Bạn giữ hít thở đều, hít vào. Thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm. Bây giờ hít vào, vươn tay phải lên, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng cho tay phải. Rất là dễ chịu và nhẹ vùng thân trên của bạn. Tốt cho cả vùng lưng nữa. Duỗi chân ra, thế rung rinh thư giãn, thả lỏng cho chân của bạn đi. Bây giờ mời bạn nằm xuống. Mời bạn nằm xuống, dùng cái khăn để gối đầu này. Dùng cái dây hoặc là cái khăn. Dây hoặc khăn, bạn vòng quanh cái bàn chân của bạn, quấn quanh cái bàn chân của bạn, được chưa? Rồi, bây giờ bạn nằm xuống nhá. Bạn nằm xuống, từ từ co chân phải lên, hít vào thật sâu, duỗi thẳng căng chân phải, được chưa? Kéo thẳng căng chân, để hỗ trợ để cho chân của bạn được thẳng hơn. Hít vào, thở ra, hít sâu, thở bạn vẫn tiếp tục giữ nhé. Hít vào, thở ra, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Sau đó hít vào thật sâu, vẫn duỗi thẳng chân, bạn hạ qua bên phải, hạ qua bên phải, được chưa nào? Rồi, rất tốt, rất tốt. Kéo xuống bên phải, khi xuống thả lỏng cho khớp háng. Giữ hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, sau đó hít vào, đưa chân về vị trí ban đầu,
Từ từ bạn lại kéo qua bên trái, kéo qua bên trái, kéo qua trái. Rất tốt, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giữ hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, bây giờ hít, đưa chân về vị trí ban đầu. Kéo căng cái gót chân ra, ngón chân hướng về phía cơ thể, duỗi thẳng góc 90 độ. Và bạn giữ ở đây thôi, giữ ở đây nhé, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, từ từ hít vào, thở ra, co chân, thoát cái chân phải xuống. Rồi bây giờ đến lượt chân trái, bạn co chân trái lên, vòng cái dây quấn quanh cái bàn chân của bạn. Để lúc này chân của bạn nó hơi co co đúng không? Duỗi thẳng chân phải nhá. Thì bạn duỗi này, kéo này, kéo đến đâu chân thẳng đến đấy. 1 này, 2 này, 3. Được chưa nào? Hít thở đều. Chúng ta đẩy qua đẩy lại cho nó mềm cái khớp háng của bạn ra. 5, 4, 3, 2, 1. Đẩy căng đầu gối ra, hít vào thật sâu, thở ra. Bạn kéo, kéo qua bên trái, kéo qua bên trái. Thế duỗi thẳng hai chân nhá, duỗi thẳng hai chân, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó hít vào, nâng chân trái lên, thở ra. Bạn kéo qua bên phải, thế rồi quay mặt nhìn sang trái, giữ hít thở đều, duỗi thẳng hai chân. 5, 4, 3, 2 và 1. Rất tốt. Bây giờ hít vào, nâng thẳng chân lên, thở ra. Bạn kéo này, trùng nhẹ đầu gối này, kéo chân thẳng một góc 90 độ và giữ ở đây. Kéo căng cái gót chân lên, ngón chân hướng về phía cơ thể, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ hít vào và thở ra, hạ chân xuống. Rồi bạn co hai chân lên. Bây giờ vòng cái dây, vòng cái dây qua hai bên chân của bạn luôn. Rồi qua hai chân nhá, hai chân khép sát lại. Đấy, bây giờ hít vào thật sâu, duỗi thẳng căng hai chân lên, thẳng căng hai chân, được chưa? Thế rồi bạn giữ ở đây thôi, giữ ở đây, hít thở đều, duỗi thẳng căng hai chân, kéo thẳng ra, dùng cái dây hỗ trợ để cho cái chân của bạn nó được thẳng đấy. Hít thở đều, hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2 và 1. Thẳng chân ạ, hít vào và thở ra. Rất tốt, co chân lại, thoát cái dây ra và duỗi thẳng chân. Thế bây giờ mời bạn nằm ngửa, hai tay xuôi theo thân, chúng ta kết thúc bài tập ngày hôm nay nhé. Thả lỏng cơ thể của bạn đi, xoay đầu qua phải, trái, đưa đầu về trung tâm, nhắm mắt lại, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn.
và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn, và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, bạn khép chân lại, hít vào. Vươn hai tay qua đầu, duỗi thật dài cho cơ thể. Rồi, bây giờ bạn nghiêng mình sang bên phải nè, nghiêng mình sang phải. Cho tim nghỉ ngơi tĩnh lặng vài nhịp thở. Sau đó mời bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Rồi bạn cảm thấy thế nào sau khi thư giãn xong? Cơ thể khỏe khoắn, nhẹ nhõm và cảm giác như tươi trẻ hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Và bạn hãy nhớ là sau mỗi một bài tập thì đừng bao giờ bỏ qua cái bước thư giãn nhé. Phải thư giãn trọn vẹn thì cơ thể của bạn mới có cái sự phục hồi năng lượng, tái tạo các cái tế bào tươi mới thì bạn mới khỏe và trẻ lâu được ạ. Và giúp Nguyễn Hiếu nhấn nút like cái livestream này của Nguyễn Hiếu để Nguyễn Hiếu biết được rằng là bài tập rất là phù hợp với bạn. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để luôn luôn là người đầu tiên đón nhận những chương trình livestream của Nguyễn Hiếu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.